Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đối với channel của mình là Lập Số Tiki đây. Hôm nay Lập sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ xây một ngôi nhà mới ở phía bên kia, tại vì mình đã dọn sẵn của đó rồi. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng cái gỗ sồi ấy để làm cái trụ nha. Ngoài ra thì phần mái thì mình sẽ viền bằng cái gỗ sồi sẩm các bạn à. Mình thấy khá là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần trụ trước. Trụ mình sẽ đặt như vậy đi. Cách ra 1 2 3 tầm 5 ô đi các bạn ơi. Đấy, 5 ô nó sẽ rộng ấy. Rồi, bằng chiều ngang thì mình sẽ ra tầm 3 ô rồi đặt một trụ ấy các bạn. 1 2 3 trụ, 1 2 3 trụ. Đấy, tầm này đi. Rồi sau đó mình sẽ nối phần trụ lên cao một xíu nha các bạn. Giờ trước tiên mình sẽ chia mấy cái trụ này ra trước cái đã. Đấy, cứ 3 ô rồi đặt một cái trụ nha. Phần trụ thì lên tầm mình nghĩ là tầm 5 ô là được các bạn ơi. Đấy, tầm 5 ô mình sẽ bắt đầu kéo ngang ngay. Đó, nó sẽ như vậy này. Rồi. Đấy, các bạn làm tương tự với mấy phần còn lại nha. Đó, từ đây mình sẽ kéo lên và ở đây. Đấy, tại vì khi mà cái cách ba ô mà chúng ta làm một cái trụ ấy thì chúng ta sẽ có thể làm được một cái cửa sổ các bạn ơi. Đó, từ đó ta có thể chia được nhiều cửa sổ hơn. Với lại cửa sổ mà dùng số chẵn thì nó không có đẹp cho lắm các bạn ơi. Mình thường dùng số lẻ để làm cửa sổ ấy. Đó, rồi ok, giờ sẽ nói lại nha. Ở đây và ở đây. Đấy, nói lại đây. Đấy, vậy xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia coi chỗ nào sẽ là cái cửa chính nha các bạn. Mình dự định sẽ làm cái cửa bên đây là cửa chính các bạn ơi, còn ở bên đây là hai cái cửa sổ nhỏ ấy. Ok, cũng được ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ ốp lại bằng gỗ sồi trước nha. Ốp lại như vậy. Đấy, ở đây thì mình nghĩ sẽ dùng cái cầu thang nha. Đó. Ở đây có thể đập ra để đặt một cái hàng rào vào cũng được các bạn ơi. Còn đây thì ốp lại bằng gỗ sồi bình thường thôi. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cửa sổ nhỏ này, và tương tự ở bên đây cũng có thêm một cái cửa sổ nhỏ nữa. Đấy, còn bên đây thì có thêm một cái cửa sổ bự luôn các bạn ơi. Cửa sổ mà 2x3 ấy. Đó, 2x3 này khá là rộng luôn. Chúng ta có thể nhìn qua cái chỗ cắm trại của mình luôn. Còn đây thì có một ít cái cửa sổ nhỏ để nhìn ra phía sau là sa mạc ấy các bạn. Sắp tới chắc mình sẽ sửa lại cái chỗ farm dân làng ấy. Mình sẽ bắt thêm một ít mấy anh dân làng ở mấy ngôi làng gần mình ấy. Rồi mình sẽ về và làm cái chỗ farm dân làng lại các bạn ơi. Tại vì mà hiện tại thì mình còn đúng một anh dân làng thủ thư thôi. Đó, mình sẽ cố gắng bảo vệ cái anh dân làng cuối cùng mà mình còn bảo vệ được ấy. Tại vì mấy anh kia bị mấy tên cướp dân làng lại đánh ngõm hết rồi. Rồi, đấy, như vậy chúng ta đã đại khái làm được cái phần dưới của ngôi nhà. Mình dự định sẽ lên trên luôn các bạn ơi. Ở trên thì mình sẽ nói phần trụ trước đi. Đấy, giờ mình sẽ dùng cái dàn giáo để trèo lên trên nha. Đó, phiên bản mới này có cái dàn giáo rất là tiện cho việc xây dựng luôn các bạn ơi. Mình chỉ cần trồng mấy cái dàn giáo lên rồi trèo lên thôi ấy. Không cần phải đặt block như lúc trước nữa. Đó. Rồi, giờ mình sẽ làm tiếp phần trụ nha. Ở trên thì chắc cũng tầm 5 ô thôi các bạn ơi. Đấy, tầm 5 ô thôi, rồi mình đã kéo trụ ngang ấy. Rồi cái này là 2, 3, 4, 5. Đấy, kéo trụ ngang để cho nó bằng ở phần dưới luôn các bạn ơi. Rồi sau đó mình mới làm phần mái ấy. Và khi mình làm số lẻ như vậy ấy, thì phần mái mình sẽ làm rất là dễ dàng luôn. Tại vì mái số chẵn thì mình không biết làm sao cho nó đẹp các bạn ạ. Rồi giờ mình sẽ đặt ở bên đây luôn nha. Ở đây, 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 đây. Rồi sau đó nó lại thôi. Đó. Và phiên bản 1.14 này nó ra cái bản chính thức rồi các bạn ơi. Và mình không biết trong bản này thì nó đã sửa được mấy cái lỗi ở bản snapshot chưa nữa. Hy vọng nó sẽ bớt lại mấy cái lỗi lặt nhặt ấy. Tại vì khi chơi mà có mấy cái lỗi lặt nhặt các bạn hơi khó chịu một xíu ấy. Rồi chẳng hạn như là kiểu như lâu lâu mình bị kẹt ấy các bạn à. Đấy, lâu lâu nó cứ bị kẹt thôi mà trong khi mình không có bị dướng block nào hết ấy. Đó, rất là khó chịu luôn. Hy vọng trong phiên bản này sẽ fix được cái lỗi đó ấy. Rồi mình sẽ đi xuống đây và ăn vô nào. Đó. Để mình nghĩ coi. Cái này mình nghĩ đặt cái chỗ các bạn tầm này là vừa này. Nhưng mà nếu đặt như vậy cũng được ấy. Ở bên kia thì mình sẽ làm một cái ban công nhỏ các bạn ơi. Đấy, mình nhìn cũng khá ổn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thiết kế cái đường đi lên nha. Đi lên chắc mình đi từ hướng nào cho chuẩn nha. Nhưng mà khoan đã, giờ mình sẽ ốp lại phần trên trước đi các bạn ơi. Rồi chúng ta cùng tìm cách để làm cái cầu thang sau nha. Ok, cảm ơn mình đã làm xong phần phía trên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần viền cho cái mái nha. Phần viền thì mình sẽ dùng cái gỗ sồi sẩm ấy các bạn. Tại vì mình thấy gỗ sồi sẩm khá là thích hợp để viền luôn. Tại vì màu của nó rất là đậm các bạn ơi. Đó, thành ra mình sẽ viền như vậy nha. Cái mái này thì nó hơi medieval xíu các bạn ơi. Đấy, thì các bạn đặt một cái cầu thang, sau đó thì một block ở phía trên là được ấy. Đó, nó sẽ như vậy này.
Khi nào mà nó kiểu như hai cái bên máy nó giao với nhau ấy là được rồi đấy. Rồi, làm tương tự với phòng bên kia luôn nha. Đó, đầu tiên thì mình đặt một cái cầu thang xuống trước, sau đó cầu thang úp ngược lại và block cầu thang. Đấy, rồi block cầu thang. Cứ kéo dài lên trên thôi các bạn ơi. Và cái phần máy này thì ở phía trên ấy nó sẽ có rất là nhiều không gian luôn. Mình có thể tận dụng ở phía trên để làm một cái nhà kho mini á các bạn, ở phía trên phần máy này này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống dưới để xem phần máy nha. Rồi, mình nghĩ phần máy này cũng khá là ổn với ngôi nhà này các bạn ơi. Rồi, đó, phần máy nó sẽ như vậy nha. Ngoài ra ở đây chắc mình sẽ làm một cái máy hiên cho cái ban công của mình đây, để không thôi nhiều khi trời mưa nữa các bạn ơi. Đấy, làm tương tự ở mặt phía sau luôn nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ ốp lại bằng gỗ sồi thôi, tại vì phần tường mình đã làm bằng gỗ sồi rồi các bạn à. Đó, cái này thì mình sẽ kéo dài ra phía sau luôn nha. Đấy, kéo dài ra phía sau như vậy nè các bạn ơi. Đấy, có một cái block gỗ nó hơi lòi ra một xíu ấy, nhưng mà không sao đâu. Đấy, đấy, đặt như vậy. Sau đó là block cầu thang. Đó, block cầu thang. Là block cầu thang. Đấy. Ồ. Ngoài ra nếu các bạn mà nào mà kiểu như có đá vẫn có thể viền phần máy bằng đá nha. Tại vì mình thấy cái kiểu máy này các bạn rất thích hợp để các bạn lần nào mà làm nhà medieval luôn. Rồi, giờ mình sẽ up lại phần viền nha, cũng như làm nốt cái phần máy luôn nha các bạn. Ok các bạn, mình đã làm xong phần máy cũng như là trang trí sơ bộ ở ngoài mặt trước rồi. Ở trong thời gian hai tập mình sẽ đặt thêm một ít cái chậu bông ở trước mấy cái cửa sổ các bạn để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần nội thất nha. Nội thất thì mình sẽ làm phần sàn trước các bạn ơi. Phần sàn thì mình sẽ xen kẽ giữa đá cuội này cũng như là cái đá andesite này các bạn. Đó, andesite được đánh bóng. Mình sẽ mình có thể đổi qua cái slab các bạn ơi để cho nó tiết kiệm ấy. Đây, mình sẽ đổi ra slab nha. Đó, mình sẽ được tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Mình sẽ vứt cái mắt nhện ra. Rồi, lấy 32 cái nha. Mình có thể vứt một ít đồ vô đây đi để có thêm slot ấy các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt vào nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt đá cuội xuống trước ấy các bạn. Đá cuội thì mình cứ đặt xen kẽ cách một ô và mình đặt một cục đá cuội ấy. Đó, nó sẽ như vậy này. Nhưng mà cái cửa thì mình muốn là cái đá andesite cho nên mình sẽ đặt như vậy. Đó, như vậy thì sẽ xen kẽ cái này là đá andesite thế này. Đó, mình sẽ đổi ngược lại xíu các bạn ơi. Rồi, giờ đặt đá cuội vào thôi. Đó. Ở đây thì sẽ là cái cầu thang ấy các bạn. Đấy, mình đã có cái kiểu cầu thang rồi. Giờ mình sẽ đặt trước mấy cục đá cuội đi, rồi một tí nữa ấy mình cùng các bạn sẽ làm cái phần cầu thang nhá. Rồi, đặt vô đây, đây và ở bên đây.
Đó, mình rất thích cái kiểu phần sàn như vậy luôn các em ơi. Ấy cứ xen kẽ hai block thôi. Ngoài ra các bạn cũng có thể làm mấy phần sàn kiểu như là ba block khác nhau ấy, cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, đặt ở đây, đây. Đó, vậy là xong phần sàn rồi. Đấy, nhìn nó cứ kiểu như nó hơi gồ ghề xíu ấy các bạn ơi. Đó, tại vì cái respect giữa hai cái block này nhìn kết hợp với nhau rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, đặt vô đây và ở bên đây. Đấy, vậy là xong rồi. Ngoài ra ở đây mình cần thêm một cục nữa này. Đó, vậy là xong rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần cầu thang. Cầu thang thì mình sẽ dùng cái cầu thang gỗ vân sam nha. Đó, mình sẽ ấp ngược lại như vậy. Sau đó ở đây thì là mình dùng một cái phiến đi các bạn ơi. Đó, phiến qua bên đây. Hơi cao rồi. Mình sẽ đi xuống thêm nửa slab nữa đi. Xuống ngay đây và qua bên đây. Sau đó mình sẽ bắt đầu đi ngược lên đấy các bạn ơi. Đó. Rồi, là lên đây. Đó, vậy là xong rồi. Ở đây mình sẽ làm một cái kiểu như cái đồ trắng không cho mình đi test xuống đây các bạn. Đấy, còn ở đây thì mình sẽ làm một cái hàng cái thang leo ấy các bạn. Đó, mình sẽ làm một cái thang leo bằng cái que này. Mình có một ít que ở đây nè các bạn. Đó, mình sẽ grab một cái thang. Đấy, rồi trèo lên trên thôi. Ở trên này thì mình sẽ làm một cái nhà kho các bạn ơi. Đấy, ở đây mình sẽ đặt rất là nhiều gương ở đây, hoặc là làm một cái phòng ngủ mini ở bên đây cũng được các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi xuống dưới rồi nhìn sơ qua cái ngôi nhà của chúng ta nha. Ngoài ra ở đây này mình sẽ làm một cái chỗ trồng hoa với trồng cây nè các bạn ơi. Mình sẽ đặt một ít cái chậu bông ở đây này để trang trí ấy. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngôi nhà của chúng ta nha. Đấy, bằng máy mình rất thích luôn các bạn ơi, kiểu như nó hơi medieval xíu ấy. Đó, rồi. Đấy, trong thời gian dưới tập mình sẽ trang trí thêm nha. Ngoài ở phía trước ấy các bạn cũng có thể đặt thêm một ít cái cục đất ở đây nè các bạn. Còn mình trồng hoa lên đây nhìn nó sẽ xanh tươi hơn rất là nhiều luôn. Và cái hồ này sau này chắc mình sẽ chỉnh sửa lại ấy. Rồi chúng ta sẽ làm một cái hồ cá ở cạnh ngôi nhà này thì sẽ rất là tuyệt luôn các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến ngôi làng mà những tập đầu ấy mình tìm được ở phía sa mạc các bạn. Ở ngôi làng đó thì có rất là nhiều mấy anh dân làng luôn. Mình dự định sẽ đưa mấy ảnh về đây để chung sống với mình đây. Tại vì ngôi làng của mình bây giờ cũng không còn ai hết các bạn ơi. Bé mèo kìa. Mà bé mèo này khác mấy bé mèo ở ngôi làng các bạn ơi. Đây là mèo rừng này. Wow. Lần đầu mình gặp luôn ấy. Con mèo này phiên bản mới này hình như là hiếm lắm các bạn ơi. Mình đi trong rừng mãi mấy giờ mới gặp này. Mà hình như bé hơi nhát các bạn ơi. Chắc khi nào mình về đi. Đấy, nếu được mình sẽ thuần phục bé đó thử nha các bạn. Wow, có bé mèo rừng luôn. Được đấy, được đấy. Giờ mình sẽ đi qua phía bên đây nha. Nhưng mà trời cũng gần tối rồi. Chắc mình sẽ phải đem theo cái giường các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà ấy. Để đem theo cái giường rồi chúng ta sẽ qua ngôi làng bên kia ấy. Để thăm mấy anh dân làng nha. Tại vì lâu quá rồi mình cũng không quay lại ngôi làng để thăm mấy ảnh này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi về hướng này nha các bạn. Tại vì hôm bữa mình tìm ngôi làng ở phía sa mạc ấy. Và mình có gặp một cái giếng, các bạn có nói là ở phía dưới cái giếng ấy sẽ có kho báu. Nhưng mà mình chưa thử tìm nữa. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ bên kia ấy, cũng như là tìm lại cái giếng xem coi ở phía dưới nó có kho báu không nha các bạn. Wow, đó giờ mình mới biết là dưới cái giếng ấy sẽ có kho báu ấy. Ok, giờ đi thôi. Cũng gần tới các bạn ơi. Chứ cái chỗ ngôi làng ấy cũng khá là gần cái khu mình đang sống ở này. Mình sẽ đi thẳng về hướng này một xíu nha. Để mình coi. Nó khá là gần cái dòng sông ấy các bạn ơi. Đây, có dòng sông ở này. Hôm bữa mình còn gặp mấy cái giếng nữa. Chắc phải đi thêm một chút nữa các bạn ơi. Thỉnh thoảng ở giữa sa mạc các bạn có mấy dòng sông mình thấy rất là đẹp luôn. Đó, ngôi làng đấy. Đây chính là ngôi làng đây. Wow, ngôi làng của mình đây. Nó còn có nuôi ngựa nữa các bạn ơi. Đấy, bé ngựa đang xoay kìa. Ở đây thì rất là nhiều dân làng luôn. Cũng như là có mấy bé mèo mới nữa này. Giờ mình sẽ vô thăm lại mấy anh dân làng nha. Hello anh Golem nha. Wow, lâu quá không gặp anh Golem các bạn ơi. Rồi, có anh dân làng trong đây này. Đấy. Anh này là anh dân làng thất nghiệp nè các bạn. Các bạn có chỉ mình là đây là anh thân dân làng thất nghiệp ấy. Ảnh chưa có học nghề được các bạn ơi. Khi nào mà ảnh có học nghề ấy, thì mình mới trao đổi với ảnh được. Và bên đây chính là cái nhà này không có rương. Ở đây có anh Golem nữa này. Anh dân làng này vẫn chưa thoát ra khỏi cái bồ mũ phân nữa các bạn ơi. Anh này vẫn là anh dân làng thất nghiệp các bạn ạ. Có thịt thỏ này. Chắc là bé thỏ nhảy xuống đây rồi té này các bạn ơi. Bé thỏ hơi bất cẩn ấy. Đây anh dân này đây.
Ô, mấy anh dân làng này thất nghiệp hết trơn rồi các bạn ơi. Mấy anh không có nghề nghiệp gì hết này. Ô. À, chuông vẫn đánh được. À, mình đánh chuông mấy anh chạy nè các bạn. Wow, đây 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 đây. Bảo vệ, sát thương kia rơi. Cuốn sách này xịn này các bạn ơi. Wow, khi nào mình có đủ cái em rồi với sách ấy, mình sẽ qua đây đổi cuốn sách này này. Có cuốn sách này ấy, khi mình té mình sẽ nhận rất là ít sát thương luôn các bạn ơi. Ấy rất thích hợp cho mình luôn. Tại mình là nớp mà. Rồi, giờ mình sẽ qua đây cho. Để coi coi bé ngựa này chạy nhanh không nha bạn. Mình nghĩ chắc không nhanh bằng bé ngựa của mình đâu. Bé ngựa mình chạy nhanh lắm các bạn. Để mình thử thuần phục coi bé ngựa của ngôi làng này có xịn không nha. Cái chỗ của bé ngựa này hơi bị VIP luôn, có chỗ uống nước rồi chỗ ăn luôn này. Wow, sắp tới chắc mình sẽ xây cho bé ngựa của mình một chỗ riêng quá. Để bé ngựa mình ở ngoài hoài cũng hơi kỳ á các bạn ơi. Chịu đi em ơi. Chịu đi mà. Chịu đi, chịu đi. Đó, hiện tim rồi, giờ mình sẽ thử lấy cái yên cưỡi của bé ngựa của mình nhá, để cưỡi coi bé ngựa của ngôi làng này có xịn không nhá bạn. Bé ngựa của mình đâu ta? Đâu rồi? Đây 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 đây. Mình phải dẫn bé ngựa lại giữa ngôi làng các ơi, tại vì bé ngựa ưa đi chỗ khác lắm ấy. Mình mà không để ý một hồi là bé ngựa đi là bị lạc với mình luôn, là mình tìm không được luôn các bạn. Thì sa mạc mà cát mênh mông luôn, biết đâu mà tìm luôn, đúng không? Rồi, giờ mình sẽ lấy cái yên cưỡi lại này. Ủa, đây đây đây, yên cưỡi đây. Rồi. Cưỡi thử bé ngựa này chạy nhanh không nhá. Ui, chạy không nhanh bằng bé ngựa của mình, nhảy cũng không cao nữa. Thôi trả lại cho làng đi, ngựa của làng mà. Ấy mình chỉ thử cưỡi thử thôi các bạn ơi, chứ mình không có lấy đâu. Đó, bé ngựa của mình vẫn là VIP nhất. Rồi, giờ mình sẽ tìm thêm mấy anh dân làng mới nha. Mấy anh dân làng này chưa có học nghề được các bạn ơi. Các bạn nào biết cách mà chỉ cho mấy anh dân làng cách làm nghề ấy, thì đừng quên comment phía dưới nha. Chứ mình không muốn mấy anh dân làng mà kiểu như thất nghiệp đâu. Thất nghiệp thì sẽ không hoạt động rồi không làm việc nữa. Ngôi làng sẽ không có phát triển đâu các bạn ơi. Đó, mình muốn ngôi làng này thật là hùng mạnh ấy. Anh dân làng nào cũng có nghề nghiệp trong tay thì mới hay chứ đúng không? À, cái gương này thì mình lấy đồ rồi. Rồi, giờ đi xuống. Đi xuống anh ơi, đừng đi lên trên. Lo mà kiếm việc làm đi chứ. Uầy, mấy anh này không chịu đi làm gì hết á. Rồi, giờ mình sẽ ở phía trên các bạn vẫn còn à. Ở đây có sách này. Nhưng mà mình không có đủ Emerald. Thôi kệ đi. Sau này mình có đem theo Emerald ấy thì mình sẽ đổi với mảnh sau nha. Bây giờ mình sẽ lên đây để thăm cái anh dân làng mà hôm bữa mình nhớ không lầm là ảnh làm nghề cắt đá các bạn ơi. Ảnh ngồi kế cái máy cắt đá để anh cắt mấy cục đá các bạn. Đấy, anh này rất là chăm chỉ luôn này, anh làm việc suốt ngày ở trên đây luôn ấy. Rồi, giờ mình sẽ thăm ảnh nha. Ảnh đây không ta? Đây đây đây, ảnh nè các bạn. Đó, thợ nề các bạn ơi, ảnh là thợ nề này. Đó, đây là cái máy cắt đá mà ảnh làm việc nè các bạn. Ồ, đây là thành phẩm của ảnh này. Đó, có mấy cái cục này gì ta? Cục đất sét đúng không? Đó, ảnh trao đổi đất sét để đổi emerald các bạn ơi. Và ảnh chế tạo gạch. Ok, khi nào kiểu như mình cần xây dựng mà cần gạch ấy thì mình sẽ quay lại và trao đổi với ảnh nhá. Còn bây giờ mình sẽ thử khám phá cái hang ở trên đây coi. Hồi nãy mình thấy cái hang khá là rộng ở đây nè các bạn ơi. Ui ui ui. Ui, anh Nhân Làng. Ui no 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 no. Ui, anh Nhân Làng leo tuốt trển kìa các bạn ơi. Ui, không biết ảnh có buồn không nữa mà sao ảnh leo lên cao thế. Hoài, nguy hiểm nha. Ảnh mà trượt chân một phát là anh té xuống dưới luôn các bạn ơi, nguy hiểm lắm ấy. Để mình qua đây coi còn đồ không nha. Hôm bữa mình chưa. Mình chắc mình lấy hết đồ các bạn ơi. Mấy gương này chống chống lỏng hết rồi này. Để mình coi coi cái hang này coi có gì không nhá. Thì hôm bữa mình chưa khám phá cái hang này nữa hay sao các bạn ơi. Để mình coi coi có đường xuống không đã. Có vẻ không có đường xuống các bạn ơi. Ủa cái hang đâu ta? Ủa nãy mình mới thấy cái hang mà. Chắc ở bên kia các bạn ơi. Không sao đâu. Giờ chắc mình sẽ đi xung quanh coi để tìm thêm coi có ngôi làng nào khác không nha các bạn. Đây 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 nè. Anh nông dân nè. Được được được, anh này chắc sau này mình sẽ dẫn về nhà mình để là cày ruộng các bạn ơi. Tại vì cái anh dân làng nông dân của mình bị mấy con cướp dân làng ấy nó đánh chết queo rồi. Giận mấy ảnh ghê luôn. Ảnh cứ lâu lâu là lợi làng của mình để đánh mấy anh dân làng của mình ấy. Giận mấy ảnh ghê luôn à. Ảnh không hiểu sao mà ảnh cứ tìm lại mình à. Mình còn chưa biết cái căn cứ của mấy ảnh ở đâu nữa. Các bạn bảo là ở gần cái ngôi làng ấy là thường thường sẽ có mấy cái tiền đồn của bọn cướp dân làng các bạn. Nhưng mà mình tìm mãi không ra thôi. Mình mà tìm được mình sẽ đánh bọn chúng cho các bạn xem luôn. Bây giờ mình sẽ dẫn mấy ngựa và quay trở về thôi các bạn ơi. Trời cũng gần tối kìa. Ok, chắc bây giờ về thôi các bạn. Để kẻo trời tối thì mình lại bị bọn zombie đánh nữa. Ok, giờ mình sẽ quay trở về nhà nhá. Ok các bạn ơi, trên đường về thì mình đã tìm là thấy cái giếng mà hôm bữa mình gặp rồi này. Các bạn bảo ở dưới, phía dưới này sẽ có kho báu. Bây giờ mình sẽ thử đào ra nha. Ok, mình sẽ đào ra coi. Có nước rồi này. Ủa, kho báu đâu ta?
Ủa? Ủa không có rương hả các bạn? Ồ, vậy là không có kho báu rồi. Ủa kỳ ta, chắc là tại cái giếng này không có đúng không các bạn? Ồ ngộ nha. Mình cứ tưởng ở đây lại có kho báu cơ. Ôi, tiếc nha, phải ở đây có kho báu thì tiệt hả các bạn. À, là hôm nay mình có thể tìm được kho báu ở dưới giếng sa mạc rồi. Nhưng mà thôi đi, để chuyến sau mình gặp cái giếng khác ấy mình sẽ thử đào nha. Ồ, lần này có vẻ không được may mắn cho lắm rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ tìm cách đi lên nha. Đi lên đường nào ta? Ở đây còn một cái phiến này. Cái phiến như là đặt ở dưới này thì phải. Đó, rồi, đi lên thôi. Ồ, cái giếng này không có kho báu rồi các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ lắp lại mấy cục đá này cho cái giếng nha. Đấy, để không thôi mình đào ra hư cái giếng của người ta nữa. Rồi, cái này mình sẽ đào ra. Đấy, sửa lại. Rồi, vậy là xong rồi. Đặt ở đây. Rồi, vậy là xong. Đấy, giờ mình sẽ đi về nha. Rồi, trả lại cho người ta ở đây và ở đây. Đó, rồi về thôi. Bé ngựa ơi. Ủa, bé ngựa đâu rồi? À, đây. Rồi, về thôi các bạn ơi. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một ngôi nhà mới bên đây, cũng như là qua thăm lại mấy anh dân làng cũ của mình đây. Và ở tập sau, nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những tập tiếp theo. Bye bye.